Việt Nam hiện là nước xuất khẩu gạo lớn thứ 3 trên thế giới. Năm 2017, kim ngạch xuất khẩu gạo là 5,82 tỷ đô la Mỹ, tăng 21% so với năm 2016. Giá FOB gạo Việt bình quân năm 2017 là gần 453 đô la Mỹ một tấn. Đến 9 tháng đầu năm nay, mức giá này đã là 503 đô la Mỹ một tấn, tăng 62,4 đô la Mỹ. Xuất khẩu tích cực nhưng gạo Việt vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, từ việc nhiều nước gia tăng áp dụng tiêu chuẩn an toàn thực phẩm của nước nhập khẩu, hay nhìn nhiều sản phẩm gạo Việt Nam vẫn chưa được người tiêu dùng cuối cùng ở các nước biết đến. Tôi cho rằng là chúng ta nên tập trung vào khâu quản lý sản xuất, đó là làm sao phải xây dựng được cái chuỗi từ canh tác, phải gắn bó với người nông dân này, tức là chúng ta ký bao tiêu trực tiếp với nông dân, rồi chúng ta xử lý sau thu hoạch, kho bãi phải đáp ứng được các điều kiện về lưu trữ và phải có quy mô, để từ đó chúng ta mới xây dựng các cái tiêu chí về chất lượng. Từ những khó khăn này, tháng 7 năm 2017, Chiến lược Phát triển Thị trường Gạo Việt giai đoạn 2017-2020 định hướng đến 2030 được Chính phủ ban hành. Theo đó, thay vì đẩy mạnh sản lượng xuất khẩu, sản phẩm gạo Việt phải sản xuất theo chuỗi giá trị, đảm bảo chất lượng. Ngoài ra, gạo Made in Việt Nam cũng phải bày bán tại các kênh phân phối trực tiếp với uy tín và thương hiệu Việt Nam. Nay cái Bộ Công Thương cũng đã chủ trì xây dựng một cái đề án về phát triển, xây dựng và phát triển thương hiệu gạo. Cái đề án này nó cũng sẽ tập trung vào một giải quyết một số vấn đề. Thứ nhất đó là xây dựng được một cái hình ảnh về hạt gạo Việt Nam, về quốc gia Việt Nam như là một cái đất nước mà xuất khẩu gạo không chỉ khối lượng lớn mà là những sản phẩm gạo có giá trị thương mại cao, tiến hành những các cái hoạt động xúc tiến thương mại và qua đó thì giúp cho các người mua hàng nước ngoài cũng như người tiêu dùng nước ngoài có thể nhận diện được cái hình ảnh của hạt gạo Việt Nam nó rõ ràng hơn, thấy được cái vị trí của hạt gạo Việt Nam trên trường quốc tế nó nổi bật hơn. Các bạn hiện xuất khẩu rất nhiều loại gạo, cả chất lượng cao và chất lượng trung bình. Tuy nhiên, sẽ là dễ dàng hơn nếu các bạn định vị gạo Việt Nam ở phân khúc nào. Thêm vào đó, ngày nay, công nghệ có ý nghĩa rất quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng gạo bán ra. Vì vậy, các nhà sản xuất gạo Việt cần phối hợp với các doanh nghiệp công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực gạo, từ đó gia tăng được phẩm cấp sản phẩm của mình. Ngoài tổ chức hội nghị với ý nghĩa là kênh xúc tiến quảng bá hình ảnh gạo Việt, Bộ Công Thương cũng kỳ vọng hội nghị quốc tế mặt hàng gạo Việt Nam trước thềm hội nghị gạo thế giới tổ chức tại Việt Nam vào sáng mai sẽ thu hút sự tham gia của 500 đến 600 nhà xuất khẩu, nhập khẩu gạo nổi tiếng trên thế giới. Từ cơ hội này, các doanh nghiệp Việt Nam trong ngành sẽ tiếp cận cách tổ chức sản xuất, kinh doanh xuất khẩu hiện đại, qua đó ứng dụng khoa học công nghệ và xây dựng thương hiệu cho sản phẩm của mình. Mục tiêu cuối cùng là gạo Việt đến với tay người dùng thế giới dưới thương hiệu của mình, chứ không qua khâu trung gian như trước.